Đối với những ai yêu mến môn thể thao tốc độ, chắc hẳn đã từng nghe qua cái tên Blindside Brewer. Nữ tay đua 22 tuổi được ví như nữ hoàng tốc độ, không chỉ nhờ tài năng trên đường đua mà còn bởi ngoại hình bốc lửa. Tuy chỉ mới 22 tuổi, nhưng Blindside đã có 11 năm theo đuổi đam mê tốc độ. Năm 11 tuổi, cô đã bắt đầu tham gia vào những cuộc đua loại hình xe go-kart và nhanh chóng giành được thành công tại những giải đua nhỏ ở quê nhà. Sau đó, cô chính thức trở thành tay đua chuyên nghiệp ở những giải đua lớn hơn năm 17 tuổi. Blindside Brewer từng chia sẻ, cô có mong muốn sẽ được góp mặt tại giải đua danh tiếng IndyCar 500 cùng so tài với những đồng nghiệp nam. Blindside Brewer được coi là một trong những tay đua hấp dẫn nhất hành tinh. Nhờ có ngoại hình nóng bỏng và là vận động viên ở môn thể thao cảm giác mạnh, do đó tay đua người Mỹ thu hút được lượng fan khổng lồ. Trang cá nhân của cô có tới hơn 1,1 triệu người theo dõi. Và trên mạng xã hội này, nữ tay đua 22 tuổi thường xuyên khiến các fan nóng mắt vì những hình ảnh khoe dáng cùng với những hoạt động liên quan tới đường đua. Đặc biệt là thường xuyên đăng tải những bức ảnh trong trang phục đi biển với những bộ bikini táo bạo giúp cô nàng hút hồn người xem với vẻ đẹp nóng bỏng và quyến rũ. Blindside Brewer không chỉ sở hữu những đường cong chết người mà còn bởi gương mặt vô cùng xinh xắn. Được biết, cô gái được mệnh danh là nữ hoàng tốc độ này sinh ra và lớn lên ở bang California, nước Mỹ. Và ngoài việc là một tay đua chuyên nghiệp, cô còn sở hữu thành tích học tập đáng nể khi có trong tay tấm bằng loại U của Đại học San Diego. Với vẻ ngoài ngọt ngào, quyến rũ và gây thương nhớ như vậy, cô nàng 9X này có lợi thế lớn khi là người mẫu ảnh. Đó cũng chính là công việc của Blindside trong khoảng thời gian cô đi học, cùng với việc tham gia các giải đua. Giải thích lý do tại sao Blindside lại có niềm đam mê lớn với môn thể thao tốc độ như vậy là vì thừa hưởng từ cha của mình. Ông vốn là một thợ cơ khí chuyên sửa xe đua. Một điều đáng tiếc cho những ai thầm thương trộm nhớ Blindside, cô nàng đang là hoa có chủ, cuối cùng thì gái đẹp cũng chỉ để ngắm thôi.